thì chiều mình đợi đấy. Em chào các anh. Để các anh đợi hơi lâu. Ô, ai đây? Chị Lý Gia. Em à? Không anh à? Vâng, tại vì vừa nãy em đi mua đồ ấy, xếp hàng nó hơi lâu, không mua được đâu. Mất thời gian. Em gái của anh đây á? Em đứng lên quay một vòng anh xem nào. Có đúng không em gái anh nhỉ? Không em thì ai? Anh một người nhặt. Ôi rồi ôi, giám đốc kinh doanh một công ty, đời lấy chồng, chán quá. Anh Thanh nhà em, anh không muốn em đi làm nữa đâu, sợ em vất vả. Anh không nhận ra em gái mình à? Em xấu hơn gấp trăm gấp ngàn lần trước đây. Bây giờ là em đang chuẩn bị lấy chồng. Không biết là thế lúc lấy chồng rồi thế còn như thế nào nữa. Em nhìn lại mình xem này. Da thì sạm, mắt thì thâm, má thì hóp cả lại. Em có như này em không sợ anh Thanh nó bỏ được con khác à? Bỏ thật đi em à. Ôi giời, anh cứ lo xa. Anh Thanh nhà em không phải là người như thế đâu. Với lại anh nhìn cả cái thế giới này xem, làm gì có một người phụ nữ nào hy sinh như em đâu. Em chủ quan quá. Thế nên ấy, anh Thanh sẽ không bao giờ bỏ em được. Quá, em đừng có tự tin quá rồi lại sốc đây. Đây này, em nhìn xem đây này, các ông đi cặp bồ xong này, toàn bị bồ nó chụp ảnh lại, xong rồi nó đăng lên Facebook đây này. Nhiều lắm em ạ. Em chả hiểu sao bây giờ nó cứ thích đăng lên Facebook làm gì nhỉ? Đúng, em không hiểu. Mà sớm muộn gì rồi cũng sẽ bị phát hiện ra thôi. Đúng rồi. Không cần gì chăm chú hết. Sao đấy? Người quay này em. Sao đi em? Không thể như thế được. Không thể nhầm được. Chính mình là người mua cái áo đấy cho anh ta mà. Chính là mày. Không lẫn đi đâu được. Dám mặc áo của tôi mua đi chơi gái à? Tôi cắt. Tôi cắt. À mà không, mình phải giữ lại để làm bằng chứng chứ. Để xem mày là con nào. À, hóa ra là bán hàng online. Bán son, bán phấn à? Chào em. Môi chị đợt này hơi khô. Em có thể tư vấn cho chị loại son phù hợp được không? Gửi. Chị ơi. Hả? Em mời chị thử đồ ạ. Chị đang đợi bạn. Xong rồi lát nữa chị gọi luôn một thẻ nhé. À vậy ạ. Vâng. Em là chị.
nhau đi ạ. Vâng. Sao lại khóc thế này? Có việc gì mà đến tận chỗ làm anh thế? Nói anh nghe xem nào. Anh uống nước. Nói anh nghe xem. Thằng chồng em nó bỏ em đi cặp bồ con khác rồi anh ạ. Có thật không? Mà làm sao em biết được? Thì hôm trước anh cho em xem mấy cái ảnh ấy ạ. Là em nhận ra ngay. Em không ngờ nó lại đối xử với em như thế. Cũng tại em cơ. Em nhìn lại mình xem nào. Anh còn không nhận ra em nữa. Đàn ông ai chả yêu cái đẹp. Đã từ lâu rồi anh đã nói với em, em phải chăm sóc bản thân mình chứ. Thế bây giờ em phải làm thế nào ạ? Em phải thay đổi. Em phải thay đổi thôi. Em ơi. Dạ. Anh nhờ giúp. Vâng. Đây là em gái anh. Dạ vâng. Anh giao cô ấy cho em đấy. Dạ vâng. Em mời chị theo em ạ. Em ơi, thanh toán. Xong rồi mình đi shopping. Ừ. Đi shopping ở đâu bây giờ nhỉ? Ừ. Anh ơi, thẻ của mình bị khóa rồi. Khóa? Em thử thẻ này xem. Áo. Anh ơi, thẻ này của mình cũng bị khóa rồi. Khóa? Em kiểm tra nốt thẻ này xem. Quá nhỉ. Không cần phải kiểm tra nữa đâu. Là tôi khóa đấy. Tiền của tôi là để tôi đi làm đẹp tại Rose Spa, chứ không phải để anh nuôi gái. Không anh xin lỗi. Tất cả là tại cô ta dụ dỗ anh. Anh không muốn như thế đâu. Bỏ tay tôi ra. Bỏ ra. Tôi thật không ngờ anh là loại người như vậy đấy. Cũng may cho tôi là đã nhận ra sớm bộ mặt thật của anh. Chứ nếu không cưới anh về rồi, tôi không biết sẽ như thế nào nhỉ. Còn cô ấy, sống ở đời đừng cướp bất cứ thứ gì của ai. Nếu không là của mình ấy, dù có cố giữ cũng không có kết cục tốt đẹp gì đâu. Chúc hai người hạnh phúc. Hồng Anh. Hồng Anh. Hãy tự thưởng cho chính mình khoảng thời gian thư giãn xứng đáng để giữ lại thanh xuân một cách trọn vẹn với Rose Spa. Tặng một voucher trị giá 1 triệu đồng cho tất cả khách hàng sinh nhật vào tháng 6, tháng 7 cho tất cả các liệu trình. Hãy gọi cho chúng tôi hotline 0974 389979, Rose Spa, số 4 ngõ 1, Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội.